Chào anh em ạ, chào mừng em quay trở lại với Worldbot. Và theo như đã lên lịch từ trước, từ ngày thứ hai thì hôm nay mình sẽ đem đến cho anh em chính là cái xưởng 5 thế hệ Titan Slayer. Mình sẽ phân tích từng con, với lại thì mình sẽ lắp từng cái loại vũ khí mà trong những cái thời gian qua mình đọc được nhiều bình luận của anh em đấy. Nói chung thì được vài cái, còn lại thì anh em xem cho nó vui thôi. Nói chung là video này mình mang 5 con quay trở lại thôi. Mình sẽ phân tích từng con cho anh em được rõ hơn ha. Nhưng mà trước hết thì chúng ta sẽ làm phần review trước. Mình cũng tranh thủ mình làm cái này để mà chúng ta tập trung vào cái phần nội dung ngày hôm nay. Nhưng mà trước hết thì anh em cần xem đó chính là winner 5 người chiến thắng, đó là Scavenger Hemdan. Thì ở đây á, thì có một cái ID đó là MVP, là và được chọn ra từ cái chuyên mục đó là đấu solo với nhau ở trong cái phần bình luận live buổi tuần trước của mình ấy. Còn lại thì một cái ID là sẽ thuộc là hội viên, còn ba cái còn lại sẽ là chọn ở phần kia quay ngầm. Thì nói chung là tất cả đều là hướng về tất cả những anh em nào mà đã xem khá là lâu thôi. Anh em nào biết cách chơi rồi thì anh em sẽ dễ trúng lắm. Chung là có vài bạn thì trúng khá là nhiều đó. Rồi quay trở lại với phần của chúng ta thì hôm nay mình tiếp tìm ID nha anh em. Để coi nè. Rồi, bạn thuộc clan đó là FBI KDN. Rồi, ở đây có một xưởng đó là Fujin, một con Fujin cầm đó là Sky. Thì bộ này nói chung thì mình cũng không khuyến khích xài, nhưng mà ở rank bậc thầy bạn leo được lên tới rank bậc thầy với cái xưởng này thì đúng là đáng để thật ấy. Chung chỉ là anh em chịu chơi là anh em có thể làm được tất cả những điều mà người khác không thể, kiểu như vậy. Thì bạn này là một trong những minh chứng khá là cụ thể đó. Đây mà đây này, tỷ lệ chiến thắng 52% ở rank bậc thầy 3 cũng đáng sợ phết đó. Và con Fujin này nếu như được thì bạn có thể đổi qua con khác ha. Chung là con này mình cũng không khuyến khích anh em xài đâu. Ở xướng 2 thì có con BMS cầm đó là Redeemer với lại Ryzen. Thì mình thấy khá là ổn khi mà có tay lái ô tô đấy. Nếu như được thì bạn chuyển lên, bạn thay con Fujin này bằng con BMS ha, nó sẽ ngon hơn. Osokoshi cầm đó là một cây Hazard, một cây Med, Sidford với lại Gramola. Thì thôi kệ, nếu mà lắp như thế này cũng được. Được cái cây Med với cây Sidford thì nó sẽ gây vụ nó là nổ nha. Còn Gramola với Hazard thì đóng vai trò đó là cấu rỉa. Mình thấy cũng được nhưng mà vẫn còn phải nâng cấp nhiều hơn nữa, tại vì mình thấy súng lộn xộn như thế này, hơn nữa thì bây giờ Hazard nó bị yếu này, Sidford nó cũng đã bị từng nép rồi, chỉ còn Gramola cũng đã bị nép rồi, và Med thì giờ chỉ còn mình nó gồng gánh ba khẩu còn lại, mình thấy cũng chưa ngon lắm. Chung nếu chơi được thì bật đầu tư hết tất cả là Med và Kudro Hammer, combo đang nổ hết cho mình nha. Chung mấy cây khác thì mình thấy cũng chưa ổn lắm. Ở tay lái xe hành thì ok rồi, Ron thì cũng chưa có. Ron với con Ojuchi thì bạn có thể cân nhắc sử dụng, đó là nếu như không có Ron vàng á thì anh em dùng Ron tím. Ron vàng mình ở đây mình khuyên anh sử dụng đó là Bet này hoặc là Amabilo. Còn nếu như Ron tím thì anh em có thể cân nhắc sử dụng đó là Widow hoặc là con Patron, hay là con này cũng được. Mà dù gì thì anh em vẫn nên xài đó Ron T4 hơn. Scorpion combo đó là Loa và Ghost. Ok, được, combo này được. Tại vì trên thực tế thì khẩu Ghost một mình nó gây đau cũng khá là ổn, với lại tốc độ bắn nó khá là nhanh. Anh em dịch chuyển xong rồi thì anh em bắn một băng Havoc với lại Ghost vào sau lưng kẻ thù thì khá là ổn ha. Tại đây đúng rồi, con này là con Ron hồi máu. Thì nếu như được á, bạn chuyển Ron vào chỗ Mender, bạn chuyển con Beat này về bên chỗ con Ochoki. Ấy, con Coyon thì anh em mua một con Ron Widow nữa là mình thấy là hợp rồi ha. Rồi con Beat về Ochoki này, con Persephone này về Commander, và bạn mua cho con Coyon này về một con Widow đó là ok, là ngon rồi ha. Ấy, đây là một con Commander có tay lái thì được là 9 trên 10 điểm rồi. Có tay lái ha. Như là hồi nãy mình đã nói đấy, chuyển con Ron này qua. Getco với lại Hurricane. Thì đây là súng cấu rỉa 1100m nha anh em. Nếu như mà muốn chơi theo kiểu là Getco á thì bạn đem theo đó là Notrium luôn đi. Cũng khá là ổn với tầm 1100m, nhưng mà mình thấy Getco thì phải đối phương xuất hiện thì mới bắn được. Còn Hurricane thì nó bay chậm quá. Chung là bộ này cũng không hợp lắm ha. Thôi kệ đi, có nào lắp nấy, tại vì Mender có ta lái mà. Muromet sử dụng là Basilic, Rat và Vyra. Thì nó cũng chưa hợp lắm nha, nhưng mà nói chung thì lượng đam gây ra cũng khá là ổn. Với lại Basilic thì mình nghe đâu là một sao nó tăng sức mạnh, cái này cũng ổn thôi. Nhưng mà về phần nào đấy thì anh em vẫn
đồng bộ thì hơn. Với lại Muromed này nếu như anh em muốn chơi á, thì anh em chơi full nó là ba Citrix với Grass cho mình. Với lại đây là combo khá là cũ nhưng mà bây giờ mình nghĩ đem ra sử dụng vẫn tốt đấy. Nhưng mà dù gì thì vai ra mình thấy cũng ổn ha. Nếu như có điều kiện đổi titan khác thì bạn đổi thành Luchador hay là Inra hay là con gì đấy ngon hơn đấy, thì bạn dùng cái khẩu vai ra này ok rồi. Cảm ơn bạn KDN nha, tham gia với chúng ta. Đó là bạn đầu tiên. Và bạn thứ hai coi nào, hôm nay mình sẽ làm thì video kiểu là nghiêm túc nha anh em, còn mấy pha mà tấu hài thì chắc là chỉ có trong game thôi. Tại vì dạo này thì thời gian mình cũng không có nhiều nữa, up video nó cũng không được nhiều, với lại thì dành nhiều hơn cho việc ở ngoài hơn đấy, cho nên là mình làm video thì cũng mang đậm chất nghiêm túc hơn anh em ơi đấy. Nhưng mà tấu hài chắc là trong trận anh em nên tìm thôi, chứ mình cũng không biết là khi nào mình đã tấu hài. Frodenda con từ từ anh em ơi, coi xứng hai nào, xứng một, xứng ba, xứng ba à, không có titan rồi. Ok, và đây là một xưởng mình nghĩ là theo cũng có thể gọi là đậm chất cài chai đúng nghĩa luôn anh em ạ. Một con Dragon sử dụng đó là 1, 2, 3, 4 khẩu Mangum với lại một khẩu Scan, một khẩu Spear thì cũng chưa ổn lắm nha. Nếu như muốn chơi đó, thì bạn chơi theo full cái trạng thái đó là Mangum cho mình nha. Tại vì chơi theo kiểu Mangum như thế này thì anh em sẽ bắn liên tục luôn đấy, nó không thể nào nó ngừng được luôn ấy. Tại vì Mangum là súng vô hạn đạn nha anh em, với lại thì không có thời gian nạp đạn đâu, nó chỉ là 1 giây thôi, tức là 1 giây anh em bắn 1 viên nó rất là nhanh. Hơn nữa có auto vào nữa thì con Dragon trở nên rất là đáng sợ nha. Thì nếu như cần thì bạn để làm khẩu Spear thôi, còn khẩu Scan này đi theo nó không mang nhiều tác dụng lắm vì nó không có gây được hiệu ứng nổ, một mình nó thì nó không gây được nha. Modul chưa có và Lyron cũng chưa có luôn, còn phải cải thiện thêm, chung là như vậy. Venri sử dụng đó là Damper, Setter với lại Viper, thì bạn có thể giữ lại đó là Damper với lại Viper, Setter cũng được, chung cũng khá là lộn xộn nhưng mà về đam mình thấy cũng ổn. Nhưng mà đây là một con Fenrir chơi theo kiểu đó là 500m ha, cũng khá là khoai. Chung thì được thì anh em sắm đó là cận chiến, chơi Setter cũng được, Damper cũng được, nhưng mà Viper thì mình thấy cũng cấp 1 nó gây đam không có quá ổn đâu. Đấy, con Fenrir này có một cái RA rồi, có ta lái ha, đanh Toki thì mình thấy chưa hợp lắm. Nhưng mà do xưởng này chắc là cũng không có ron khác. Tính được rồi, nếu như lắp như thế này thì mình thấy cũng tạm đi. Dragon sử dụng đó là Blazer, 1, 2, 3, 4 khẩu Blazer, một cây Nidal, cây Sneer. Thì bạn này theo cái xu hướng đó là lắp 4 khẩu đồng bộ nhưng có 2 khẩu nó hơi lo nhoi. Thôi kệ, cũng tạm chấp nhận, tại vì con Dragon chơi 4 khẩu Blazer mình thấy cũng ổn rồi. Nhưng mà nếu như mà anh em nâng cấp lên được là chữ UE và Blazer thì nó lại càng ngon. Nhưng mà như thế này thôi kệ đi, như thế này cũng được. Hai cái hồi khiên có lại một cái NA, ừ chơi cũng được nha anh em, chơi chỗ này chơi cận chiến thì mình thấy cũng ok. Ta lấy đúng rồi, là con Parasite. Ừ, nhưng mà nếu đi được bạn chuyển Parasite về chỗ Siren, còn con Dragon này bạn có thể cân nhắc sử dụng nó là một con Ron. Thôi mình nghĩ là thôi lắp như thế này cũng được. Blazer anh em bắn thì gây Parasite cũng được ha. Một con Resist sử dụng đó là Reaper, hai cái Reaper, ba cái Reaper, một cây Rickman. Thì đúng là về tầm thì nó đúng là 100m nhưng mà về ngoại quan thì không đẹp lắm ha. Nhìn thì nó trên dưới như là cái gò đất vậy, là chả sao ấy, thấy cũng chưa ổn lắm nhưng mà về đam thì thấy cũng ổn. Resist đó thì một là anh em chơi Reaper, hai là anh em chơi Ritma thôi. Anh em trộn hai cái này lại thì mình thấy nó không ổn lắm, tại vì Ritma nó sẽ gây cho con Resist này không có thể tàng hình lại được. Tại vì anh em cứ tiếp tục bắn thì chắc chắn là con Resist sẽ không tàng hình. Nhưng mà anh em hơn nữa Ritma đó là súng theo kiểu đó là càng rọi lâu thì nó mới càng gây đam nhiều, mà Reaper nó bắn một phát là xong rồi. Bởi vậy cho nên khẩu Ritma anh em muốn gây đam thì anh em phải bắn lâu, mà bắn lâu thì con Resist không tàng hình được. Bởi vậy cho nên là thà chơi là chơi full hết mà thôi kệ đi. Nếu như bạn được thì bạn thay khẩu Ritma thành khẩu triple chest. Mình thấy vẫn hợp lý hơn. Tà lái là mạnh đi ha, chưa có tà lái đúng mà thôi kệ đi cũng được. Siren sử dụng combo đúng nha, combo Muta với Ramula. Nhưng mà thiếu Yang Ly, chung là con Siren này anh em ạ. Sử dụng thêm một con Parasite nữa thì mình thấy ok ha. Muta Ramula rồi, tà lái này của Erebus nha, Ron thì cũng chưa có. Một lần chưa, nói chung là cần phải cải thiện thêm. Xưởng này thì rank chuyên gia 1 mình thấy cũng còn ổn đấy, lên rank cao hơn nữa thì cần phải thêm nhiều hơn mới được đó. Thì đó là Titan, Aether, Latan, Vayra được anh em ạ. Nói chung là con Aether có được hai khẩu Vayra mình thấy gây đam cũng khá là ổn rồi, một cái RA luôn cũng đỉnh đấy. Nhưng mà khẩu Latan này đi theo nó cũng chả mang nhiều tác dụng nha, đam thì nó cũng không có, mà một mình nó thì gây mù thì cũng không thể ghi được, cho nên là nếu được thì cải thiện trong thời gian tới ha bạn. Mở rương cực đại các kiểu hay gì đó, ok đó rồi. Và đó chính là cảm ơn hai bạn nha, bạn Duy và bạn KDN đã tham gia với chúng ta. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại phân tích về cái chuyên mục đó là
Titan Slayer, mình sẽ nói sơ về những thế hệ Titan đã đi trước. Đầu tiên chính là thế hệ 1, đó chính là HAL. Nhiều anh em thắc mắc là tại sao mình không mang Azul quay trở lại. Bởi vì Azul nó là một robot mà theo như mình biết á, thì nó là thuộc dòng hỏa ao và nó không nằm trong cái robot Titan Slayer nha. Do kỹ năng của nó gây đam quá khủng cho nên là người ta cứ ca ngợi nó kêu kiểu đó là nó là một Titan Slayer. Nhưng thực tế thì đây mới là thế hệ 1, đó là HAL. Đó, ngày xưa mình mới chơi mình cũng không biết anh em ạ, mình tưởng đâu con Azul là thế hệ 1 nhưng mà hóa ra đây mới là con thế hệ 1 nha. Ủa, mình cũng không biết là con HAL thế hệ 1 hay là con Fannie thế hệ 1 anh em ạ. Nhưng mình nhớ thì tại vì cái thời mà con HAL với lại con Fannie tồn tại á, thì lúc đó mình chưa có chơi game, mình cũng chưa rành, cho nên là mình xếp nó vào thế hệ 1 luôn ha. Chung thì hy vọng là đúng. Anh em nào thấy sai thì anh em xử mình với. Đó thì đây chính là HAL nha. Robot đầu tiên. Thứ hai chính là Fannie, và đây là một trong những thế hệ tạo ra nỗi khiếp sợ trên chiến trường nhiều nhất mà mình từng biết. Tại vì cái thời mình chơi á, thì con Fannie nó đã bay đầy trời rồi, và mình chơi tầm được mấy tháng thì nó bắt đầu nép, mà tới thời điểm đó thì mình vẫn chưa có con Fannie nào, cho nên là mình cứ xem nó là một huyền thoại anh em ạ. Ngày xưa mà thấy Fannie bay trên trời á là anh em biết nên núp rồi đó, không thể nào ra đối đầu trực diện nó, thậm chí là Titan cũng chưa chắc là đối thủ. Tại vì Titan thời của con Fannie này gần như là không có con nào đối đầu được với nó cả anh em ạ. Bởi vậy cho nên là nó nép cũng rất là cao, nép cũng rất là mạnh. Đấy thì đây chính là Fannie. Tiếp theo là Seraph, và đây chính là thế hệ thứ ba theo như mình nhớ là như vậy. Cũng không nhớ, nói chung là thế hệ sau đấy, thế hệ sau Fannie. Và đây là một trong những serial robot mình rất là thích về mặt tạo hình, với lại về khả năng của nó thì khá là ổn. Chung là một trong những robot thành công nhất của công ty đó là SpaceX. Đấy, công ty robot bay đó là Seraph nha, là một trong những thế hệ Titan Slayer khá là được ưa chuộng anh em ạ. Tiếp theo là Ovion, và đây là thế hệ Titan mà theo như mình thấy là gây khó chịu nhiều nhất trên chiến trường luôn anh em ạ. Bởi vì hiệu ứng nổ của nó đấy, hiệu ứng nổ của nó đấy, nó bắn phải gọi là một băng là đầy NA. Ngày xưa anh em chưa biết con này nó lợi hại cỡ nào, bắn một băng là đầy NA anh em ạ. Thêm con Parasite thì họ bao khó chịu luôn đó. Ngày xưa Titan cũng rất là sợ nó, nhất là cái thời mà Rock với lại Eder hay là Newton gì đó sợ con này lắm đó, cho nên là cũng xếp nó vào thế hệ tư. Và cuối cùng chính là thế hệ mạnh nhất hiện tại, đó chính là thế hệ Condor, Sport Condor, công ty Evolite. Anh em lưu ý nha, đây là Gen-G này, đây là SpaceX, đây là Evolite này, SpaceX này, thì toàn là công ty theo kiểu là bye bye cả anh em ạ. Ấy, Icarus thì gần như là nó không chế tạo robot Titan Slayer, tại vì robot của nó mạnh sẵn rồi, không cần dùng cái Titan Slayer đâu. Đấy, đây là thế hệ cuối cùng, là thế hệ thứ năm là Titan Slayer anh em, và hiện tại thì đây là thế hệ thống trị chiến trường. Nhưng mà anh em nên biết một điều á, là năm cái thế hệ này tất cả nó đều có một điểm chung là nó bị nép rất là thảm. Tại vì sao? Tại vì nó mạnh quá, nó gây hiệu ứng lên Titan quá mạnh, cho nên là bây giờ nó phải bị nép thôi anh em ạ. Đó, cho nên là anh em lưu ý, ngày hôm nay mình sẽ mang nó trở lại nha. Ngày hôm nay mình sẽ chấp nhận thua để mình làm cái video để mang năm robot này quay trở lại nha. Thực tế thì đây là con này có sẵn rồi, kệ cha nó đi. Đó, mình cũng đã nâng cấp con hao này trong tháng gì, khoảng thời gian đó là 1 ngày rưỡi, cũng cố gắng để mà nâng cấp nó xong để mà có được cái video ngày hôm nay đấy. Ok chưa anh em? Rồi bắt đầu từ từ nha, mình sẽ liên hệ đồng đội của mình vào. Mình sẽ lắp vũ khí cho nó để theo mình, theo cảm tính nha. Nói chung mình sẽ lắp vũ khí nó của nó theo cảm tính. Rồi, alo 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 alo, rồi mình sẽ gọi Khiên đi theo mình nha anh em. Rồi ngày hôm nay á, anh em nhận thấy là thế hệ này này tất cả đều là cái ấn bản, chỉ có riêng Hao là không có ấn bản, vì là thế hệ trong một trong những thế hệ đầu tiên mà lại không thua thiệt với những thế hệ sau thì nó lại kỳ đúng không? Cho nên là ngày hôm nay mình quyết định mình sẽ ưu ái cụ Hao này một tí, với bộ vũ khí đó là mạnh nhất hiện tại là Howler và Screamer. Đấy, hy vọng là cụ có thể được an ủi phần nào. Riêng về súng hạng nặng thì mình có một cây hạng này và một cây hạng kia anh em. Hello. Nghe nghe nghe, đang thông cảm tí, chung là súng thì nó hơi lỗi một tí. Đấy, vì là thế hệ đầu tiên thế hệ Titan Layer mà mang súng cùi hơn mấy đứa cháu thì nó hơi kỳ, cho nên mình sẽ cho con Hao này cầm, đó là súng của con Condor. Ok. Với con Ron đó là con Ron Hao Ai, để mà khi bay lên thì anh em sẽ xuyên khiên được với Transform. Đấy, sau đó thì mình sẽ đem đó là phay xếp cho an toàn. Ok cho anh em, và đó là hoàn thành Hao. Riêng về Titan Slayer thì mình nghĩ là mình sẽ không trang bị cho nó NA. Có NA nhưng mà riêng con Hao này chắc là không nên.
thật sự luôn, tại vì cũng cũng không quá nghĩ đỉnh là luôn. cũng không nghĩ là mình có thể tích nổi NA đâu, cho nên là mình nghĩ là mình sẽ không đem NA trên con hao này đâu. Đó, ok, thì đó là hoàn thành hao nha anh em, cầm bộ súng mới Howler và Creamer. Tiếp theo là Fania. Fania thì mình cũng không có mang đến, đó là bộ súng huyền thoại của nó ngày xưa nha. Mình sẽ mang đến bộ đó là bộ gì ta, không lẽ chơi Hurricane ta, không ổn lắm. À có rồi anh em ạ, à, mình nghĩ là mình sẽ cho nó cầm Băng á, bộ băng Zotul. Ờ, hợp lý, được được, chấp nhận. Rồi mình sẽ mang đến bộ băng luôn nha anh em. Riêng ngày hôm nay thì đi 2 người thôi, tại vì nếu như mình đi 5 người, đi 6 người á mà đi với cái xưởng này thì chắc chắn là mình sẽ gãy. Nhưng mà mình không tôi tin. còn có một mỗi con Ocean nè. Đấy, mình cũng không tin là nếu như mà mình nói sao ta, mình cầm hết 5 con Titan Slayer này, không lẽ không giết được một con Titan trên chiến trường hả? Như thế thì cái danh dự của Titan Slayer nó còn tồn tại được nữa đâu chứ. Không được đâu, nó phải đủ các bạn. Riêng Fania thì mình nghĩ là mình sẽ cho nó cầm con Ron, đó là Amamilo nha. Thôi kệ, cầm đại đi ha, đi chiếm trụ, không biết chiếm trụ nổi không nữa. Nhưng mà cứ từ từ anh em ơi, mình đã sẵn sàng khá là nhiều RA rồi, không biết là có ổn hay không nữa đây. RA với lại IA. Rồi Cứ nha. một IA, hai RA hết cho tôi là khỏe. Để tôi ráp cây súng cái đó. Hình như mình hơi bị thiếu IA anh em ơi. Rồi, riêng Seraph thì mình sẽ ưu ái do bộ súng nó là tầm xa là Prisma nha. Thêm con Ron đó là Solar nữa, để khi mà vào trận có gặp tử chiến nhóm hay gì đó thì mình có thể cấu rỉa từ xa được. Riêng Seraph thì mình đặc biệt thích cái bộ Prisma anh em ạ. Hơi bị xịn luôn. Ráp con Ron Solar lên nào. À, trong thời gian lắp súng hơi lâu nha, em thông cảm tí. Tại hôm bữa tôi tháo hết tất cả súng với lại module của mấy con Titan Slayer này ra rồi, cho nên là bây giờ lắp lại nó hơi khổ. Rồi, riêng Seraph thì mình cầm thêm một cái RA thôi anh em ơi. Chắc cũng không chắc ăn nữa thể nạp đầy đâu. Rồi, lên thêm một cái Lethal đi. Đấy. Ok rồi, thế hệ thứ ba chính là Orion, và mình sẽ đem theo bộ súng gì đây ta? Rồi, mình sẽ đem đó là súng lửa nha anh em, súng lửa UE Igniter. Chơi luôn đi, sợ gì. Ủa, còn một cây nữa mình đang để đâu ta? Đứa nào cầm cây Igniter của anh giao ra đây, lẹ. Cầm khẩu Orcan cũng được, Orcan gắn trên đỉnh đầu á. Tôi có một cây ong nè. Đứa nào cầm cây Igniter của anh rồi? Ủa quên mất, tôi có một cây à, tôi có 2 cây à, tôi lấy đâu ra cây thứ ba? Phải Bye phải bye. thiệt là Vậy thì mình cầm cây UE Ion luôn anh em ơi. Chơi luôn. Đấy. Kệ đi, đã sợ lỡ xài UE rồi chơi UE Ion luôn rồi. cái khẩu UE đâu, nó cũng bằng bằng cái khẩu lửa đó. Lắp lên thấy không vui lắm. Từ nha, để tôi kiểm tra lại coi. Hay là Ủa? Busa, ông lắp Busa đi, giống tôi á, bộ giống tôi nè. Bungasa gì? Busagi hả? Ủa, mình nhớ mình tháo module ra hết rồi mà tại sao IA của mình thiếu dữ vậy ta? Ây da. À, con Loki bữa nó cầm cái, trời ơi. À, trong quá trình chọn robot nó hơi lâu, em đợi tí. Bữa quên tháo module của con Loki ra. Rồi, riêng Ovion thì cho nó cái gì ta, 2 cái IA luôn, 2 cái NA luôn đi. Giờ 1 cái IA thôi. Rồi tiếp theo là con côn đồ này thì mình sẽ cho nó cầm cái bộ súng hút máu nha, theo yêu cầu của vài ông mấy bữa nay, ông yêu cầu khá là nhiều rồi. Chủ nợ mình sẽ cho cầm luôn nha. Riêng về cái bộ súng mới thì mình mới có đó là 3 khẩu thôi nha. Cho mấy con robot con đô được 2 con thôi, cho nên mình cũng chưa có nhiều. Rồi, từ từ bình tĩnh bạn ơi, gần xong rồi. Trời, Ồ. NARA với IA. Ok, mình tiếc một điều là mình không có nâng cấp con Fania với lại con Hao lên đủ đủ cấp MK2 nha. Ủa. À, Ovion cho thêm con Ronsai nữa cho nó hợp tình hợp lý đi. Đâu rồi?
Đây. Rồi. À, khoan khoan khoan, nếu vậy thì mình lắp con bát can lên con Pioneer đi, hợp lý hơn. Tránh sóc đam. Chơi kiểu này khó chịu. Quá mạnh luôn. À, quên nữa, mình cũng khuyến mãi thêm anh em, đó là Titan Slayer thuộc dòng đó là Titan, đó chính là Mauler. Bởi vì nếu như một con Mauler này đứng thứ hai về cái hạng mục đó, tiêu diệt Titan khác, thì không ai dám đứng thứ nhất cả. Nên mình mang Mauler theo. Rồi ok, ông mời tôi đi. Ok. Rồi, anh em thấy chưa, nguyên cái xưởng đó là Titan Slayer nha. Tuyệt vời, đẳng cấp ơi. Lâu rồi mình không có làm một cái video mà tổng cộng là 5 con theo xu hướng đó là liên kết với nhau như Giờ vậy. muốn chơi tử chiến hay sao? Bây giờ chơi tử chiến luôn bạn ơi. Chơi đi. Ừ. Mình chơi vài trận làm video cái đã nào. Không biết là có gì hot hay không. Chết chết chết, bật quáp lên liền, không là lắc. Bật lên bật lên bật lên bật lên, nhanh 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 nhanh. Rồi tay phải hai con Buffader luôn rồi bạn. Ghê vậy. Từ Ừ. từ từ từ. Pha này tôi hơi bị gãy rồi đó. Rồi gánh tim đây bạn ơi. Tôi thấy reset quá trời luôn rồi. Game này chắc gãy quá bạn ơi. Game này chắc gãy Trước ra quá. con Tự cầm Seraph trước để cho nó múa lửa cái tí còn nào. Đúng là sợ gặp reset gãy gãy như rồi luôn quá. Quỷ quỷ ô quỷ, thằng Typhon nó đứng xa nó núp núp. Nó chơi Hurricane. Khốn nạn. Nữa nữa nữa, nó bắn tôi, nó bắn tôi, nó bắn tôi, nó bắn tôi. Ê, chơi vậy không vui nha. Ê, tao hơi nóng mày đó, mày coi chừng tao quá. Ok bạn ơi, hay quá bạn ơi, anh em thấy chưa? Quá tuyệt vời anh em ơi. Ừ. Nãy bắn quá ghê. Từ từ bạn ơi, thằng nào đang đứng trên nóc á, để tôi, để tôi, để tôi. Ây da, nấp rồi. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Trời ơi, bạn mà có con Raptor mà nhảy vô cái đám này thì thôi luôn. Đây lỡ rồi. Sẽ cố gắng cho những thế hệ Titan Slayer này được sống lâu nhất có thể nha anh em. Cố gắng hết sức. Mỗi video nó sẽ như vậy. Trời, cô Ri vẫn còn nhây lắm. Từ, đừng gấp, đừng gấp, đừng gấp bạn ơi. Game này vẫn còn dài. Ê thằng kia, mày giỡn hả? Giỡn không? Mày giỡn không? Ôi, không chết kìa. À, no. Khốn nạn quá. Ờ, hên quá. Vậy mà không được cái accept. Buồn ghê. Hồi ông dế qua tới bển luôn hả? Ghê vậy. Cho tôi xin cái mạng nè. Ừ Đãi. hay. Đi. Trời ơi, tôi Thôi. chờ ông nãy giờ. Yeah, anh em có thể nhớ thấy nha, đây chính là thế hệ thứ ba, đó chính là Seraph đã ăn được một mạng rồi. Bây giờ thì cái vấn đề nan giải là làm sao đó cho thế hệ đầu tiên là Hao ăn được mạng đi. Bay qua phít mạng đi. Hay quá, hai mạng rồi, hay quá bạn ơi, tuyệt vời bạn ơi, quá tuyệt vời bạn ơi. Nó Ui, trồng cái luôn tuyệt vời cũng khí cô. ba mạng, ôi không được rồi, không được ba mạng. Tôi của tôi ai cho ăn hoài, cho bối liếm về muốn gì nữa. Đâu trách tôi được, con Ron Solar này nó mạnh quá chứ bộ. Phòng thủ thì yếu, phải gọi là mát binh luôn. Ông đâu Rồi. rồi, chưa thấy ông đâu. Tôi sau lưng đấy, yên tâm bạn ơi, tôi lo được. Game này tôi lo, game này tôi lo cho. Lát nó gọi Trời hai ra lát nó gọi hai con Mauler ra thì tôi hết lo nha. Cho thằng Dragon đó, đó. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ok anh em ạ, à. 88 điều. Ủa. Ủa tướng đâu bên mình có lợi thế chứ? Rồi nha. Mình chơi theo kiểu đó là bên nào có lợi thế mình sẽ gọi ra trước, cho nên là thấy cái map này tầm xa mình gọi Seraph trước nha. Còn nếu như tầm gần quá thì mình chơi gọi Hao ra trước thử được không? Chơi được không bệnh ơi? giờ sẽ lắp nãy Chơi giờ chơi. toàn Chơi con Kuri luôn mà ơi. Chơi luôn. luôn hay bạn Lượng, ơi. hay quá. Tuyệt vời bạn ơi. Trời ơi, team mình Curry nó cầm súng mới mà nó nhát quá. Kệ đi. Ơi coi chừng con thằng reset nó ném. Ủa? Trời ơi, thằng reset nó cầm đun. Thôi kệ cha nó đi. Không đáng kể lắm. Bạn phải cảm ơn những cái kẻ địch như vậy, nó phải yếu như vậy. Ơi thằng này nó làm gì kìa? Nó sung kìa, sung kìa. Rồi rồi chết đi xíu với tôi à, ông con ạ. À. Giết được không? Chiêu. Giết. Trời Ơ. ơi. Thằng hình rồi. Quá cực kỳ. Có cả Raptor nữa kìa. Căng vậy. Nhảy qua truy sát bạn kìa. Ê, không giỡn nha. Ê. Mày giỡn hả mày? Cho biết thế nào là Titan Slayer thế hệ đầu tiên. Truy sát ai? Nghe nói mày truy sát ai?
Ok bạn. Ơi tôi càng bắn nó tôi càng đau. Coi nè, coi nè. Không Ê, biết vì sao mày không? sống Bây hả? giờ Chết chết chết, bên đó có mau lo thiệt kìa bạn ơi. từ từ ông, từ từ ông bóp cho tôi để ông với tôi cùng nhau bắn nó nè. Biết rồi, biết rồi, biết rồi. Ra Titan đi. Chưa được. Trời, hai con luôn hả? Ác vậy? Tự hay tự chết tôi rồi. Tôi cũng chết luôn rồi. Có quỷ Raker ở đây nữa chứ. Ơi không vui nha, không vui nha. Ê thằng mau lên đó gần chết kìa, giết nổi không? Tôi tới đây. Nó ngu quá, cái tội nó bắn chay tôi, cái tội nó bắn chay á. Coi đây. Ôi không giết được nó rồi, buồn ghê. Ê đừng giỡn với cụ Hao nha, cụ còn ngon lắm á mấy đứa. Cậu khác chồng luôn, cậu xạo. Cụ còn ngon Ê, lắm cậu khác chồng luôn, cậu đứng cậu rỉa không mà cậu xạo lắm. Đúng rồi, chi xác cậu giùm mình đi các bạn. mày giỡn hả? Cậu cái lưng cậu xạo lắm. Ây da, à, khốn nạn này thiệt. Yên tâm đi, tôi còn nhiều thế hệ Titan Slayer lắm, yên tâm. Cái lưng của cậu gãy mà cậu còn xạo lắm. Ủa thằng bao lâu còn sống hả? Rồi đã chết luôn rồi, hay Trời, quá này tôi em giết ơi. hai con luôn. Tuyệt Ông vời tin bạn không, ơi. tôi giết hai con rồi đó. Đó là lý do hôm nay tôi mời con vào đấy. Ông, tôi Tôi giết biết. hai con mau lơ rồi đó ông. Tôi biết ông có khả năng đó mà. Ê, gì á, gì á, gì á. Ê, không được nha, chơi vậy không đẹp nha. Ơi không vui nha. Đâu rồi? Quỷ đó đâu rồi? Hồi nãy cụ Hao cũng đang ăn được một mạng rồi, quá tuyệt vời cho cụ Hao. Bây giờ là Ophion không ăn được mạng rồi, buồn cho cụ rồi. Thực tế thì Ophion nó chưa phải cụ đâu. Fail kìa, anh fail kìa. Đâu? Yên tâm. Titan Slayer ở đâu? Đây, để tôi tới đây. Ê, quỷ Raker này chơi hơi khó chịu nha, để tao giết mày trước ha. Nó phong, mày nó phong, mày nó phong. Trời ơi, con em fail nó như cái tờ giấy vậy không? Nãy giờ mày rỉa hơi nhiều á. Ôi đau á, đau á, đau á, đau á, đau á. Không giết được thằng em theo không? Nhắm giết Ông được cho tôi thùng B đi, ông cho tôi thùng không? B đi. Không được đâu bạn ơi. Còn thiếu bạn rồi, tôi cay lắm rồi đó. Rồi để tôi, để tôi, để tôi. Anh em không lo được, để tôi cho. Lần này Đó, bắt cái thằng ông Ray. tin tôi hả? Tin chứ, tin chứ. Ủa tôi tưởng là tôi ăn với ông ăn luôn hả? Ghê vậy ba. Tôi ăn chứ bạn đâu ra, bạn có phần. Ok anh em ạ. Và năm thế hệ Titan Slayer đó nha. Tham chiến Rồi, cũng 4. tranh cả, cũng tranh cả, cho ông ăn á. Thôi thôi thôi, thôi. Kẹo không thơm. Đừng cho tôi ăn. Từ bạn ơi. Đừng gấp, đừng gấp. Kêu reset kìa, reset kìa. Không câu giờ hả? Từ từ, tôi tới đây, tôi tới đây. Tôi tới đây, đợi xíu. Ông núp xíu đi, Màu núp lơ xíu. đâu? Màu lơ đâu? Chưa. Bạn gấp cái gì? Nó tính kiếm ông, nó chơi ông luôn à. Để tôi, để tôi. Hello anh trai. Hay Hello, lắm, hay hello anh lắm. trai, em tới đây. Anh chạy đi đâu? Anh chạy đi đâu anh trai? Ơi nó bắn tôi kìa bạn ơi. Được không bạn? Chơi nó đi bạn. Ơi nó chạy kìa. Từ Thôi từ thôi thôi từ. thôi chết, thôi chết, thôi chết. Nó bắn tôi, nó bắn tôi, nó bắn tôi. Nó sợ tôi nhớ. Nó ừ hay quá bạn ơi. Nó sợ Trời tôi ơi, mà. trận này tôi MVP rồi. Đừng lo, đừng lo. Bạn cứ Đấy, con Linh nó đã cái tôi cái ông chỉ nó giùm tôi. mày làm gì, mày làm gì, nghe nói Con mày quỷ ra ở đây, Linh nó định mày cái gặp tôi. mày ra ở đây. Rồi được rồi mày, tôi để cho bạn đó, nghĩ đi. À. Cái đi xếp cái. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, chết này Ôi trời ơi, ghê rồi. thế. Ok, theo như tình hình thì 5 Titan Slayer tham chiến 4 nha, còn thiếu Fania thì tí xíu mình sẽ cho Fania tham chiến sau. Hình như mau Trời lớn ơi, bắn đã tay quá ông ơi, nãy giờ bắn quá trời luôn. nhưng mau lo nó bị giảm ngầm mà sao tôi thấy nãy giờ nó yếu vãi chưởng. Đi hai Ừ. con, đi hai cho, đi hai con chết cả hai luôn nha. Nãy sao bị tôi với con lưu team mình á, nó cầm bộ axit nè với tôi cùng nhau giết hai thằng luôn. Ừ yếu thật, xem ra là mạnh quá, nép ngay lập tức mà. Ok đây Ừ, mà nó nắm ngầm nó biết nó làm. ấy Chứ thì ông nãy rồi hai mau lơ mà thua một Indra với một lưu, nó nghe nó vô lý không? ừ Không thể nào có chuyện nữa được. ấy là cái pha đó tôi cầm hao luôn, tôi chạy một vòng luôn, tôi đâu có phụ miếng nào đâu. Ừ, gặp ông còn chưa thèm ra, ông câu giờ nữa. Rồi tình trạng trận đấu là 5 tham chiến 4 nha, còn một cụ chưa xuất trận, tí xíu mình sẽ chơi xuất trận sau.
Gặp cha nội cứ đứng chạy cá ép hoài. Vậy chứ sao giờ? Mày dịch chuyển hơi nhiều quá hả? Tính chạy đâu? Tính lại. Hay là mình... Giết được không? Giết! Được, 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 rồi. Trời ơi! Tôi mà. 36 mạng. Rồi, 36 đủ rồi. Ok, thì đó là trận đầu tiên nha anh em, khá là ổn. Để coi tôi mười, ông coi tôi mười mấy triệu đam nè. Hát thật. Ông coi tôi mười mấy triệu đam nè. Để coi. À, dưới 10 triệu đam nhục lắm à. 11 triệu đam, ừ. Cũng được. Ok anh em ạ, à, tình trạng là tham chiến rồi, tiếp luôn mày ơi. Bây giờ chắc mình phải đi cho... Đi hai người sao mà nó may mắn vậy? Chưa biết nha, bây giờ nó chưa... Kệ, nhưng mà nó thành công vô là được. Sao? Tôi đặt cái điều đó lên hàng đầu. Tôi có... Hay là tôi mới đổi tên cái nó được vậy ta? Tôi có... ra hiệu cho nhà sản xuất Tiêu Điểm Robot là bắt đầu làm về cái video 5 con Titan Slayer này rồi, chuẩn bị. Tức là đang làm sao kịp. Ừ, nhưng mà từ từ. Tôi kêu rồi thì hẹn nộp là tôi kêu càng sớm càng tốt thôi, chứ cũng chưa biết là như thế nào. Bây giờ hiện tại thì cứ để đi. Còn phần gameplay của 5 con đó thì tôi sẽ lo. Chung là như vậy. Ê, khoan, thằng đó không phải bình thường đâu bạn ơi. Tôi nghĩ nó không phải bình thường đó. Tôi thấy có một con Sao lớn. What the fuck? Đâu à? Tôi thấy có một con côn đổ đâu đây nữa đó. Bà nội cha nó sau lưng hàng nãy giờ. Tôi thấy có một con côn đổ ở đâu đó nữa đó bạn ạ. À. Không dễ ăn đâu. Đúng rồi, có côn đồ thật. Đồ xỉn đó nha, côn đồ xỉn đó nha. Cho cụ Hani ăn mạng đi. Thôi cụ ăn không được rồi. Lùi lại đi bạn ơi, tôi thấy không ổn đâu. Ok, từ từ thôi. Anh em cứ từ từ thôi. Ủa ông chết luôn hả? Tôi còn sống nè. Cụ đang đứng xa, cụ thả băng nè. Thằng côn đồ đó, nó bay lên nữa kìa, cẩn thận ơi. Đừng lên đó. Càng bắn nó càng mệt á. Càng bắn nó càng hồi máu, ừ. Mất dạy. Riêng cái thằng đó là khi nó bay anh em đừng bắn. Cụ Fanny ơi, cho cụ mạng. Cụ ăn được không? Yes, cụ ăn được mạng rồi. Ok. Ta đáp đó rồi nè. Ông đáp xuống đất đi. Hay quá. Ôi, tôi giết được rồi. Hai giết cùng đầu luôn. Quá ghê. Yes. Ok, video này ngay hai trận đầu đó thành công rồi đó anh em ạ. Không thể tin được thằng chả giết được con đô luôn. À, điểm yếu của nó là khi nó đáp đất đó mà. Ông cứ canh. Đây bên kia có thằng Clan MU kìa ông. Thấy rồi, cho nó vào hàng đi. Mà tôi thấy hình như MU cũng đâu yếu đâu bạn. Tuyển thêm được vài. Ôi có đáp to, cẩn thận. Ôi. Nó qua cái chi xác ông. Ôi nhưng mà team mình cũng đâu phải tầm thường đâu. Ê. Team mình cười đáp quá à. Ê thằng đáp to đó mày coi chừng nha. Bên tao có con đồ nha mày. Rồi xong rồi, mày nhảy tới đây có lẽ không? Chết luôn rồi cũng nên. Rồi tôi nghĩ là tôi nên. Ê bên kia cũng có con đồ á. Thôi em chạy đây. Em không chơi mấy anh. Em chơi núp lùm hợp lý hơn á. Tôi đứng trên ra tôi sợ. Hồi núp. Tôi biết bay mà. Ê khoan, mình bay. Mình biết bay mà. Tại sao mình không bay? Đúng không? Mình nuôi hiếp nó bằng khả năng bay đi chứ. Ok nha. Ôi thôi thằng côn đồ tới rồi. Mình nghĩ là mình nên núp xuống. Cụ Fanny đã làm quá sức rồi. Hy vọng là cụ có thể sống sót. Có mau lơ chưa? Chưa. Mới có nửa cây rồi. Mau lơ đâu ra. Nó đáp đất. Thằng côn đồ đáp đất. Ông đang chiến đấu ở bên kia luôn rồi hả? Xa vậy ông nội? Có mình tôi thì phải ra thôi. Rồi tôi đi xa rồi. Rồi đi xa luôn đi. Tạm biệt luôn. Trời tim nhà đông quá vậy. Bởi vậy. Từ từ thôi. Bây giờ thế hệ Titan Slayer thứ 5 đối đầu với thế hệ thứ 3 nè. Ủa thế hệ thứ 2 chứ. Tôi thấy ăn hành ngập mặt kìa. Từ từ chứ. Ê làm gì mà anh với em quá trời hả? Em có làm gì mà anh đâu. Thấy không? Đồng đội em cũng mạnh lắm chứ mấy anh xem thường hả? Gõ đầu mấy anh luôn á. Ê! Ây da! À, đằng reset. Khốn nạn reset này. Đáng đời. Khốn nạn nè, chơi khốn nạn ơi, chơi không được rồi. Thôi chết, cụ hao này bay lên chắc cụ cũng đi luôn quá. Rồi, ô cụ hao nạp được tao mẹ, ok, tuyệt vời cụ ơi.
Ê, đừng có dùng cho con Titan đó. Đâu đâu đâu, tôi có dùng đâu. Ôi, ông coi tôi bắn thằng Luchador kìa. Ê, Lu ơi, đừng. Em chỉ là một con robot bình thường thôi. Mày nha, mày nha. Mày nha. Mày làm sao cơ? Làm sao cơ? Nghe nói mày bắn hả? Yên tâm đi chú em. Anh đợi chú em hết khiên cái đã ha. Chú em hết khiên cái đã rồi tính. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Từ giờ đây chú em ạ. À. Mày lắc đầu, mày lắc đầu. Nãy mày bắn hao của tao, nãy mày bắn cụ của tao thì mày có lắc đầu không? Ừ. Ôi, thằng cha này nó bật khiên gì liên tục vậy ta? Cho không á. Bắn đi, dùng đá bắn đi. Rồi, được rồi. Trời ơi, để tôi nữa. Tôi tính để ông á mà tôi cay đâu quá. Từ từ, Qua từ ông luôn, ơi. qua luôn. Khoan khoan khoan, bình Nhưng tĩnh bình mà tĩnh. bên nó có màu lơ nha, coi chừng Ừ, á, tôi bên biết, nó tôi có biết, màu tôi biết. Tôi không lên ẩu đâu. Mấy bữa nay cầm màu là phải chỉ bạn ơi, không ẩu được. Tôi thấy nó bị nép ngầm rồi bạn ơi. Ừ. Tại vì team mình có con Enfeo cấu rẻ, mình không việc gì mình phải lên sớm cả bạn. Từ từ. Hay là tôi với bạn giết con Raptor này trước hả? Được không? Lý ơi. Bóp nó cho tôi. Đây 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 đây. Rồi, được rồi. Ủa, team mình mạnh vãi luôn á. Ừ, team mình mạnh chứ. Team mình có con Condor Ơi, khoan khoan 133 khoan khoan khoan, núp vô bạn, núp vô. Con xanh, con xanh, con xanh, con xanh. Núp vô, mỗi mỗi người bên nha. Từ từ bình tĩnh thôi bạn ơi. Muromet nó cầm điện không nguy hiểm đâu. Từ từ, bạn núp nha, để tôi lên trước, để tôi lên trước. Tôi lên trước, tôi lên trước. Cũng xanh có gì đâu, sợ từ từ lên thôi. Đây 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 đây. Rồi, tới số. Vô giữa, vô. Đây đây, tôi đứng ở luôn nè. Bạn lên đi, bạn lên đi, bạn lên đi, tôi câu giờ thời gian nó cho. Tôi câu hỏa lực nó cho. Từ từ. Đấy, ok. Giết con Muromet, giết con Muromet. Tôi câu giờ thằng cung san cho, bạn lo thằng Muromet đi. Ok, bây giờ Đúng tới rồi, mày nè. nhanh lên. Bây giờ tới mày nè. Làm sao? Mày làm sao? Đi xếp cả mày, đi xếp bắn lén tôi kìa, cho nó biết mùi đi. Lúc này đâu rồi anh trai? Lướt đâu á? Trời, lướt vô chỗ chết à, lướt vô chỗ chết. Tôi bị làm chậm rồi, ông xử lý nó đi. What? Vãi cả trưởng, thiệt luôn Cái hả? gì vậy? Sao nó trâu quá vậy? Nó chắc nó hồi máu rồi ha mà, thôi cho ông đó, ăn đi. Không có ăn được đâu mà cho. Tôi bị nó bắn tới nỗi mà Ảo tôi sắp la liệt người luôn. Ê, con đồ ơi, cẩn thận. Ừ. Hay là mình dồn nó vô góc đi, đợi nó đắp đất rồi quýnh nó. Hợp Đúng lý, hợp rồi, lý. vô góc nè. Ừ, hợp lý á. Mà chắc tôi nghĩ nó đắp đất không nổi quá. Vụ nó ra chỗ vắng mới mới làm thịt nó được. Thôi kệ nó đi, còn mình nó cũng yếu xìu, chơi đâu lại ai đâu. Giờ mình nó sao nó chơi lại được, in ra với lại fail mà. Thua. Ừ. Rồi chết Bay rồi. lên, à nó cũng bị nép rồi ông ơi, nó cũng bị nép rồi. Rồi chết chắc rồi. Bay đâu kịp. Ok đó mà, quá thành công. Kể đó Fania mà còn giết được cái thế hệ Titan Layer cuối cùng thì đúng là đáng sợ rồi đó. Hên hên được cái video nó quá ổn. Ăn hên tàu sao. Quá ổn anh em ơi. Mặc dù biết là thế hệ thứ năm nó mạnh thiệt nhưng mà mình vẫn ưu ái hơn với thế hệ trước nha. Ăn được mạng là thấy vui rồi. Thực tế thì Tay con trái băng nè, lên. tay trái nè. À quýnh nó đi. Trời ông lo được, nói tôi Orochi không à. Dưới biển của ông thì ông cai quản đi chứ. Ăn đi. Ừ. Làm con lên nữa kìa, trời ơi. Ồ, mấy trận, hai trận dễ đó, để coi. Rồi, con Liên chết luôn rồi. Xong phim. Ok, ngon lành em ơi. Đấy, phải dây tem nào cũng như tem này thì ngon rồi. Ừ, Mà phải công như nhận. tem nãy cũng ngon đó. Ngừng nép lưu một cái bây giờ lưu nó tràn lan hết trơn. Lâu quá trời mạnh luôn, Ok anh em đúng là quá quá mát tay mà. ơi. Đó là hai trận đầu tiên với bốn con Titan Slayer, thực tế cũng ngon nhưng mà mình vẫn muốn là hao với lại Fania ăn nhiều mạng hơn. Ovion thì nó từ từ nha, ra tôi coi nhiệm vụ của ra. Đấy, mình cũng muốn là hai thế hệ đầu tiên nó ăn nhiều mạng hơn em ạ. Ovion thì đợt nó mới ra nó ăn mạng quá trời rồi. Khoan, ai mời đó? Ông mời hay ai mời vậy? Tôi Ừ, đợi xíu, đợi xíu, đợi xíu. Rồi mời lại đi, mời hay lại đi. bot hả? Hay Ừ, bot hả? không có thay bot ra nhận nhiệm vụ thôi. Rồi xong rồi, vô 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 vô. Quá ngon. Tôi cũng nhận cái tiền này. Ừ. Hay má ông, mấy cái combo này mình chọn lọc kỹ lắm rồi đó.
quên nữa, nãy giờ Ovion chưa ăn được mạng nào. Mình nghĩ là mình phải cho nó ăn mạng mới được. Ovion combo đó sao ăn mạng nổi. Để tôi kiếm cái combo khác. Bây giờ Orkan với lại Inhibitor đi. Hoặc là chơi theo kiểu đó là Corona. Ê ông ráng chơi Titan nhiều nhiều lấy Thori cho cả lan không? À cái đó thì yên tâm trời. Thoải mái. Vậy thì mình sẽ chơi Có theo bản xếp kiểu hạng Titan Thorium á. ừ. Vậy bây giờ mình chơi theo kiểu là Orkan với lại Inhibitor rồi, ok. Rồi mời 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 mời. Mời đi, mời đi. Rồi Đây đây đây, vô vô vô. ơi tự chiến đi nổi nha ông, lết ra ở giữa giữa nổi không, Lết nổi hơn nữa. hay là Sao bay giữa đường gãy cánh à? map xa quá vậy ta? Bây giờ mình cầm Seraph cũng không có đây nhiều ý nghĩa. Tự nha. Cụ hao cụ cầm súng mạnh nhất cái thế hệ Titan Slayer mà cụ không ăn được nhiều mạng thì đúng là kỳ cho cụ thiệt. Cũng cố gắng. Tôi nghĩ ông nên để cuối cùng ông ấy ra nó mới ngon. Thực tế thì bây giờ cuối cùng hay gì thì tôi thấy cũng không ổn lắm đâu. Ơi thằng Raptor này mày làm gì vậy? Đấy, con đô kìa, con tân. Từ tôi thấy rồi, tôi thấy rồi. Tôi nghĩ là tôi chết rồi đó. Nó tới gần tôi rồi. Mà ở đây không có ai hỗ trợ tôi hết. Tôi nghĩ là tôi nên bay khỏi đây hơn. Chạy thôi. Mình nghĩ là mình nó rời khỏi đây á. Không ai hỗ trợ tôi luôn rồi. Thôi xong rồi, cụ hao ra đi rồi. Cụ hao ra đi rồi mấy đứa ơi. Cụ bay xa đi, cụ bay xa xa ra. À, nó có mục tiêu mới rồi, nó không bắn mình nữa. Hay quá. Cụ có cơ hội để rỉa nó rồi. Từ 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 từ. Đây rồi, đây rồi. Cơ hội để cụ lụm mạng thằng Raptor. Bây giờ trong đầu cụ chỉ có nghĩ tới mạng thôi. Ok, lụm. Ngon lành. Yes, Rồi yes. combo Ủa, không ông giết thằng côn đồ hả? giết được thằng Pathfinder À. Thôi dạ, bên ông có rồi, côn đồ không ta? team này chắc toang rồi ông Được ơi. rồi, hai thằng nó cầm đều côn đồ hết. Hai thằng côn đồ hết sao? Ơi cơ hội, cơ hội, cơ hội, cơ hội. Ôi nó đáp đi rồi, sao bắt nó? Tự anh em à, mấy cái thằng này thì mình phải đợi nó đáp đất. Hiểu không? Anh em hiểu không? Em hiểu tôi nói không? Mày giỡn hả? Mày cầm súng nó, tao không cầm súng nó chắc. Bay nữa hả? Bay hoài ơi. À! Bay hoài ơi. Cha nói cha nói Bay hoài, mày bay hoài à? Hả? Rồi, hay quá, chết rồi, một đứa chết rồi. Xịn 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 xịn. Hay da. Mày ha. Bên kia có mình không hả? Được rồi, tôi tới đây bạn ơi. Tôi tới đây từ bạn ơi. bạn, từ từ Đây 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 ông giết cái, đây. ông giết cái thằng chó đẻ Erebus đi, Từ từ, bình tĩnh, đừng gấp. Tôi bay lên mà nó để bắn tôi qua tôi. đi, Rồi từ từ, để tôi qua tôi tôi giết đang cái câu thằng chó giờ nè, đẻ thôi. tôi đang câu giờ nè, bạn nổi không? Qua đi bạn ơi. Tôi câu giờ cho, bạn qua tới bển đi rồi chúng nó biết thế nào lễ độ liền chứ gì. Đấy, không? Rồi, bây giờ mày chạy đi, mày chạy đi. Mày chạy đi. Thằng Chết thằng nổi rồi, không? trời ơi nó sang tôi. Vậy hả? Được rồi, được rồi, yên tâm, yên tâm, yên tâm, yên tâm. Tôi sẽ trả thù cho bạn ngay đây. Nghe nói bắn ai? Mày bắn ai cơ? Đó. Bắn ai, bắn ai, bắn ai? Bắn ai? Mày bắn ai? Bây giờ còn phản kháng nữa hả em? Chết này. Trời ơi, mấy con đô nó mất dạy quá trời. Nó ăn tim mình là chứ gì. Nó xóa game mẹ cho rồi. Xong cái đợt nép này thì tôi thấy cũng nghỉ game bớt mớ rồi còn gì. Ây da. Đồ cày chay nó cũng nép thì biết nẻ quá mất dạy rồi. What the hell cái gì. Nó chưa nép lù cha đo là may rồi đó. Mày giỡn không? Mày giỡn không? Mày biết tao cầm súng gì Ê, không? ê ông tôi được lỗi bất tử à ông ơi, Vậy hả? ông ơi được lỗi bất tử rồi, Cho nó biết thế nào là lễ độ đi chứ. Nói gì nữa bây giờ. chiến trường này là của tôi rồi, Fenrir mà bất tử thì thôi luôn rồi, cái gì chơi lại nữa. Ngã vô cái đầu nó đi bạn ơi. Ok. Đây không phải lỗi.
Tôi mới nâng hai khẩu bên này sao tay lên đó không? Ừ, cái Mạnh cực thằng kỳ luôn. này nó nãy giờ nó hơi mạnh rồi đó nha, này nãy giờ hơi mạnh rồi đó nha, giết nó đi chứ. Thôi ra nó hồi máu kinh quá. Từ 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 từ, mày bắn tao tao bay lên thêm lần nữa đó, tin không? Rồi tới số mày rồi con, mày hết bay cái gì? Bay thử coi, bay nữa coi, bay nữa coi, mày bay nữa coi. Trời ơi nó chạy vòng vòng tim không giết được nó luôn kìa. Đâu vậy? Ôi trời. Hát gì? Phải cả trưởng. Ông coi nè, ông coi tên địch bắn tôi nè, ông coi Thôi nè, được thấy rồi, chưa? tôi biết rồi, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Ông lo cái lỗi bất tử đó đi, tôi lo thằng này nãy giờ không xong. Nó mạnh quá. Ron Ủa? Baskin. Con Ron Baskin, thằng khốn nạn. Nó vì sao con hao sao chơi lại con đó? Không không, tôi cầm con côn đồ rồi, nó chết rồi, nó chết rồi, nó chết rồi. Ok bạn, bắn con em theo đi bạn, đợi chờ nữa, bạn có bất tử mà. Đúng không? Tôi hiểm trợ, ổ yểm hộ sau lưng đây, yên tâm. Chạy đâu anh trai? Đứng lại xíu ơi. Dừng lại em biểu với bay nè. Đây đây đấy, em tới đây anh ơi. Ôi rồi không ăn được mạng luôn, buồn ghê bạn ơi. Mưa đạn. Ông lo con Titan đi, ông đi lo Titan Tôi biết mà, từ từ đi. Thằng Capri này nó không cho tôi lo Titan nè, sao vậy? Để tôi cho nó biết mùi. Cho nó biết mùi thế ông bỏ nè. đi, Ê, ông nhường bỏ nhường đi, ông nhường bỏ nhường đi. nhường 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 mang nhường mang. Ok. Ráng ráng cả được quỷ chứ. Ovion Là này. còn ráng cả được. Ovion nãy giờ chưa ăn được mạng, buồn lắm á. Bạn mới nhường mạng cho Có tôi chứ. mạng rồi thôi cho thôi. Tôi muốn ăn nữa, tôi muốn ăn nữa. Tôi đánh cũng mau lao luôn nè. Từ, ôi sao tự nhiên chôn tự chôn vùi bản thân ở dưới đó vậy anh trai? Anh trầm cảm lắm hả? Tội nghiệp anh ghê, để em giúp anh vầy 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 vé nha. Chung là tự nhiên anh tự chôn vùi mình dưới dòng sông đó thì em thấy hơi tội cho anh. Ông Nha. tôi có 11k máu à mà bất tử vãi thật. Ôi trời vãi cả chữ. Đúng cái lỗi. Con mau lơ kia nó chết với thằng thằng này luôn rồi. Vãi cả chữ thiệt. Chỉ còn con đồ đó đi. Em ơi đừng để nó sống sót quá lâu. Cái lỗi này là con Linh cũng giết không được luôn nha ông. Con Linh giết không được luôn. Trời họ đi giết con đồ. Trời ơi, nó còn sống kìa. Ây da, bay hoài vậy. Thôi xong rồi, game này không ổn rồi. Tôi không thấy game này ổn tí nào bạn à. Ôi chào. Từ từ bán. Khốn nạn quá. Mày hồi nãy giờ mày muốn không ai trị mày hả? Ơi bạn ơi, tôi thấy có mồi ngon nha bạn kìa. Tạo liên kết nó đi rồi bạn quất nó đi chứ. Ủa đâu rồi? Ông ở bên kia chiến tiến rồi hả? Tem ơi giết Ôi, tôi ông ơi. chết mau lên luôn hả? Còn sống này nè nhưng mà tôi sắp chết rồi đây. Giết được nó rồi. Ông lo thằng Newton nha, nó nhắm tôi đó. Bộ điện sao giết được ông? Nó nhiều mà nhiều con đồ thế nhỉ? Thằng quỷ đó không biết bao nhiêu con, cái thằng Von đó nãy giờ. Nhiều lắm rồi đó. Nó giết là không nổi, nó quay ra nó giết mấy thằng kia chứ gì. Mày ngon bay qua đây, mày ngon. Chết rồi, trận này gỡ mạng được không trời? Không nổi đâu. Cái thằng quỷ đó không biết nó cầm bao nhiêu con, bao nhiêu con côn đồ nữa ha. Hay hay Nó chạy lẹ lắm, tôi bắt nó không được. Có hai đứa mình nè chứ ai. Rồi hủy boss hay rồi đó. ủa what Thì nó bởi vậy, nó còn một con mau lơ mà. Tôi biết mà. chạy đi chạy đi Chắc tôi chạy không nổi rồi. tôi xong rồi. Nó giàu lắm bạn ơi, nãy giờ nó cầm nhiều mau lơ, nó cầm nhiều con đồ lắm rồi. Ba bốn con gì á. Chơi gì lại đó, nhưng mà nó giết là không nổi đâu.
Tôi nghĩ là tôi chạy khỏi cái map này. Tôi vẽ tụi nó thôi chứ biết sao giờ. Tôi biết bay mà. Biết bay mà đúng không? Nó dí tôi, nó quay sang nó dí tôi rồi. Con dê điện này nó bắt tôi cũng được. Giờ em chạy vòng quanh map. Giờ em chạy vòng quanh map. Lên đây anh trai ơi. Anh với em hả? Em núp đây. Anh làm gì em? Rồi anh làm gì em? Anh lên anh với em hả? Sợ anh quá vậy. Ê không được nha. Ẩu rồi đó. Mình bay chậm hơn nó anh em. Nẹt acid tôi phải gọi là tôi gãy luôn á. Còn 28 giây nữa không biết cụ Fanny nó sống nổi không? Chắc là không rồi. Bên này là con dê dí, bên kia là con mau lơ dí. Thôi xong rồi. 18 giây nữa, cố gắng lên bạn ơi. Chúng ta sẽ là người sống sót. Chắc là không sống sót rồi vậy. Hello. Hello. Còn 5 giây nữa, cụ Seraph sẽ là người duy trì đến cuối cùng. Yes. Được rồi, coi như là tạm ổn. Với xưởng Titan Slayer mình có thể chơi được tới mức độ này cũng ok rồi. Chiến Ngon lành anh em ơi. Tuyệt vời. Ovion cũng đang ăn được mạng rồi nha, coi như là tạm ổn. Rồi, tuyệt vời. Tiếp. lỗi mất dạy quá, không chơi lỗi nè. Kệ có thì xài thôi. Vậy chứ mấy bữa nay Hơi biết. hơi hơi mới được cái lỗi đó. Mấy bữa nay biết nó cho mình cái lỗi danh sách đen từ lưa hết. Tôi có đưa ý kiến là nó rồi không biết nó giải quyết chưa. Tự nhiên cái con côn đồ mà nó bất tử thì ông nghĩ coi nó còn mất dạy cỡ nào nữa. Không thằng nó không phải bất tử đâu. Lúc nó bay thì ông càng bắn nó càng mạnh. Nguy hiểm. Đây là map khá là hẹp anh em ơi, chắc mình cầm pha đi em đi thải băng từ từ ha. Ây da. Ước gì tem mạnh như tem nãy. Đấy. À, Scorpion. Từ từ anh em ơi. Mới vô không thấy. Mô Ok, mới vô không thấy côn đồ bay là thấy khỏe trong người rồi đó. chút nó ra bây giờ Cái thằng quỷ Von hồi nãy nó cầm hình như tôi nghĩ là mà sáu nó năm ba bốn năm con con đồ. vào váy cả trưởng. Ê, 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 thằng Siren này tao cảnh báo mày nha, mày giỡn không? Mày có biết cụ là nỗi khiếp sợ một thời không, mày còn dám giỡn với cụ, cho mày chết. Thôi ông làm gì ông bay vô tới nhà nó luôn hả, ghê vậy ba. Ok, trời ơi vậy mà acid. Cái trưởng thiệt buồn ghê á. Yên tâm đi, cụ Ê, ông ta có cái thằng XYZ liên binh tay phải không kìa? thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Yên tâm, tôi lo nó được. Hôm qua ông chi sát nó đi. Dạ. Thì chút nó kẻ tôi á. Vậy hả? Ông càng bên cái team nó nãy giờ rồi cũng đến lúc nên nằm xuống đi chứ. Chưa đâu, đó rồi. Vậy thôi, bạn càng tiếp đi để tôi nói cho, tôi canh nó cho. Yên tâm. Tôi canh nó không được là do bạn đó nha. Muốn tôi nằm xuống thì cũng phải có gì đó trả giá chứ. Ê, thằng quỷ Siren này hồi nãy giờ mày nhắm tao hoài nha, nha. Một lần nữa nha. Tao mà không cầm con Ron Bascan là nãy giờ tao chết với mày rồi. Ôi ôi, hai cái thằng này nó thấy tôi pha đi ngon cơm quá bạn, nó dí tới cùng luôn. Rồi có sống không? Rồi có sống không? Bạn là một kẻ ngon cơm. Rồi có sống không? Quỷ Ibugi này cũng định giết tôi luôn nè. Ừ được 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 được. Tới đây, mày tới đây, tụi mày tới đây. Ngon à, tưởng dễ ăn à. Cụ không phải đồ đồ chơi à, cụ không phải đồ chơi à. Đấy đấy, ngon, ngon bắn nó đi. Tao mà bắt được mày ha. Giỡn mặt. Nãy giờ cha nội cha còn sống luôn á hả? Ừ, bên riêng mà sâu lắm. Quái vật gì vậy? Với cầm bộ binh đi sơ tê nó nạp cái tàu còn drone sai nó nhanh quá. Vậy cả trưởng vừa. Ô, tính ra cái xưởng Titan Slayer này cũng chưa phải gọi là yếu anh em ạ. À. Nãy giờ mình chơi nên vô địch vẫn còn thở luôn á chứ. Thở phải gọi là tuyệt vời luôn á chứ. Đâu thể nào gọi là yếu được. Bây giờ nếu mình lên full MK3 hết thì có thể là cũng mạnh đấy. Không anh em à, có thể là ngon đấy hả? Ngon phết. Ê, không vui nha mấy đứa.
Ê, ê, gì vậy? Nào à? Đây, 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 mạng đây. Úi trời. Thằng quỷ Siren này nãy giờ đúng không? Ừ, nó đó. Nó với cái thằng kia nữa. Hai thằng lận giống phải một thằng. Rồi, tôi giết rồi. Cảm ơn. Tôi lo được, tôi lo được. Bạn tôi lo. Ủa sao Đây nó à. phản đam đau dữ vậy ta? Dạ. Cụ Fania vẫn còn sống anh em ơi. Yes. Cú chào cụ Fania đi. Trước khi cụ hẹo. Kỳ này chắc chắn cụ hẹo rồi. Cụ hết đi nói rồi. Ê khoan khoan khoan. Cụ vẫn còn sống. Cái thằng này nó cay tôi hay gì ta. Nó dí tôi hoài á. Ê. Ê. Anh trai ơi. Em có làm gì anh đâu. Làm cay dữ à. Ui chào. Mày hay rồi, mày mày thì hay rồi. Ừ. Thằng đó nó cầm con Siren nó giết tôi không được á, nó cay quá nó cầm Kuri qua nó giết. Tuyệt vời á. Mày coi nè, mày coi cụ hao nè. Đó, mày làm sao? Cụ cầm súng phải gọi là siêu Bạn có xịn. cái mạng nhện nào chưa? Bạn có mạng nhện nào chưa? Mày nhanh gì? Được cái mạng nào chưa ấy? Chưa. Nãy giờ mỗi mỗi cụ thì đều có mạng hết rồi nhưng mà ui ui trời cái transform của con hao này nó đau vãi chưởng mày mà lợi hại yes bắn Đủ, double kill luôn. Ghê, double kill luôn. một lần bay là chết luôn con dragon bạn ghê thật có cái transform lợi hại phết. Đây 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 đến lúc thể hiện khả năng đó là Titan Slayer của cụ hao rồi Murmet đúng không. Ê để nó cho tôi bạn ơi. Để nó cho tôi. Giết Coi được nè. không? Được sao không. Yên tâm yên tâm. Titan Slayer rồi. Thôi 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 thôi. Đang tính nói đời thứ nhất. Trốn đi, trốn đi. Tôi đang tính nói đời thứ nhất thì tôi lăn ra tôi bắn hụt. Không giết được luôn rồi bạn ơi. Buồn luôn rồi bạn ơi. Ôi thằng Kuri mày giỡn hả mày. Mày biết tao cầm súng gì không. Cầm súng mà phải gọi là đời ông cố tổ mà luôn bắn lại ra nữa đó. Wow, một khi cụ Bắn nó hao. nè, trước mặt nè. Đây 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 để Được tôi. không? Được không? Để tôi Không đấy. được rồi. Không được, ăn quá trời ăn luôn, ăn cái gì mà ăn dữ gì không biết nữa. Không coi máu là tuột nè. Đấy, ơi tôi thấy Newton. Sau lưng bạn ơi. Ừ, Được rồi. lưu che đo. Ê, anh trai luôn rồi, em không làm gì anh hết Cái trơn. Titan đi, cái Titan đi. Từ từ Titan đi. cụ hao đang chơi vui mà cái Nè. gì không biết Ông lo ông bắn con lưu, ông đứng dưới đất bắn đi, đừng có bay. Đứng dưới đất bắn loa ừ biết rồi nhưng mà Newton nó không có tha cho tôi đâu rồi. tôi đứng đây tôi dụ tôi nó là ông trong thời gian đó ông tiếp cận đi nó đang chú ý tôi á nó đang dòm Newton hả? nó đang nhìn tôi á Ý là con quỷ Newton rồi, để tôi giết đây nó đây trước. đây tôi thấy nó rồi tôi sẽ tấn công nó trước nha có gì băng qua nha ui rồi đau thật bạn ạ. Cái transform của con hao này bây giờ đau thật Cá đu. nửa cây con Newton rồi nè thấy không thấy không thấy không không phải thấy chứ không thấy gì ui rồi một mình tôi lo gần chết Newton luôn rồi rồi đó phần còn lại cho bạn đó tôi đi rồi đó. Yên tâm đi nói về Titan Slayer thì tôi còn tới ba con nữa là tôi sẽ tới tham chiến. Một mình ông lo được mấy con Titan đó mà đúng không. Tôi sẽ đắp mộ thì có Tôi khỏi cần gọi mau ông lơ đâu, đâu. chịu tí ông Đây, tôi ông tới đâu đây, tôi tới đi. Tôi tới đi. Yên tâm, tôi tới đi. Tôi sau lưng đó nè. Chơi đi bạn. Chơi đi, có bảo kê đây. Trời ơi. Yên tâm. Ôi chết 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 chết, đáp đất lộn chỗ rồi, thôi chạy 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 chạy. xuống Từ từ từ. Đây 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 đây, có tôi tới hỗ trợ đây. Lùi đi tí đi bạn ơi, lùi tí đi để tôi bay ra cho. Hello bạn Lu nha. Hello anh em nha. Tôi nghĩ là chúng ta nên giết con Lu trước á. À không được rồi. Chắc là giết Inra trước nhỉ. Ok, ngồi. nhắm nó ừ Đây 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 đây. Tôi trường mà tôi rắn tôi trường lẹ lắm. Cái anh này hồi nãy ảnh cay tôi nè, ảnh cầm Kuri đánh dí tôi nè. Nè anh Lu ơi, em sau lưng anh nè. Em bắn xong em chạy á, em không ở lại đâu. Tôi bắn súng lửa tôi làm chậm nó lại á nó quay vòng vòng đúng rồi, vòng không ông cứ làm chậm nó ừ đi, nè 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 nó quay vòng 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 nè. nó còn ra nó trâu lắm, từ từ. Hơi công nhận ngày hôm nay chơi đã thật được mấy trận chơi đã thật coi nè để em xin cái mạng
Yes, ôi trời ơi. Rồi ok. Game này vẫn win anh em ơi, và khá là thành công rồi. khá là thành công về mặt hình thức. Hồi tính ra cái xưởng như thế này mà tôi thấy chơi lên ra này vẫn ổn đó bạn ạ. Ừ, Ổn thật chứ bộ. nhưng mà bạn Đam. chơi một mình nha, Chứ đi đi tìm chơi thì mình là vẫn thua ngon, rồi, đi tìm biết là thua giống như rồi. cày chay, giống như tôi vậy thôi nè, cày chay thôi. Ổn đấy chứ. Cái xưởng cày chay của tôi là biết bao nhiêu anh em mơ ước luôn á, chứ đừng nói tới ông. Được. Ok. Tôi là người thích sưu tầm robot, robot nhện, robot chuyển dạng, rồi robot bay, Titan Slayer đấy. Quá hợp lý. Rồi ok, trận cuối cùng. Lăm rồi. Trận cuối cùng. Cuối cùng hả? Coi như quá thành công Cuối rồi. Cuối cùng phải ra up video nữa. Là quá đẹp rồi. Chơi em ơi. Ok, map này thì cụ Serap tiếp tục hoành hành coi. Xin rút lại những lời vừa rồi. Có thể Em có xài về ai đi nữa hả? Em có làm gì đi nữa thấy bên kia đối thủ không phải là bình thường. Ê, thằng reset. Ê, reset bắn liệt. Thôi bạn ạ, à, bạn có ổn hay không? Rồi, mà. tôi nghĩ là ổn. Ừ, nhưng mà tôi thấy là tôi không dám bay ở trong map này đâu. Bạn từ từ bạn chơi nha. Nãy Reset quá trời, vai chết à. tôi tính là cụ Serap lộng hành nhưng mà tôi thấy cái bản mặt của Ơi cái con thằng quỷ nó hát hay sao không? Thằng quỷ nó sao hát á. hát gì? Rồi hát nãy ừ nãy từ từ ơi để đây đây Ừ. rồi là nội ứng ngoại hợp, yên tâm yên tâm, tí xíu tôi bay lên tôi dụ nó nè, tôi bay lên tôi dụ Trời nó ơi, cái con ăn lơ tôi cầm si cơ nè, tôi giết hết cái đám reset này cho coi. nè, đây tôi bay lên tôi dụ nó nè, reset nó bắn lén à, tôi bắn lén không, thôi cẩn thận ơi cẩn thận nha, rồi tới rồi tới rồi, ông tới rồi đó, ông tới rồi đó, tôi đã làm hết sức. Mày hả, bắn lén ai, mày bắn lén Giết ai, mày nghe đó, bắn lén ai, mày nó. bắn Ủa. không. Con thằng kia nó cầm Ritma nó rọi theo nó ăn luôn mẹ rồi. Ok rồi, tôi ăn được con Curry rồi, hay quá bạn ơi. Ơi hình như có cả ba Pinder nữa, không ổn lắm, mình nghĩ là mình nên lui khỏi đây thôi, để tôi sẽ hỗ trợ bạn tí đam rồi đó, còn lại Ừ. bạn lo đi. Hỗ trợ nổi không? Được mà được mà, đấy rồi lụm đi bạn, lắm đi, được không? Được không? Được. Được không? Con heo để tôi bắn. What the fuck, cái con quỷ mấy À, con này là boss nha, mất con dạy thiệt á. Demeter hay gì đây, nó có hiên tím vậy ta? À, Hades, Hades. Một con Hades ở sau lưng ông ấy nha. Ây da, cái thằng ba Vindo này nha. Mày sao? Mày thích chơi không? Mày thích chơi không? Ok. Ủa hình như nó để ý mình hay sao á ơi. Ngộ vậy ta, tôi có làm gì nó đâu, nó để tôi hoài, tôi rớt bot xuống đầu nó cũng để ý hết vậy, ngộ nha, vui nha. Tới rồi đó, tôi nghĩ là chúng ta phải tìm cách giết con Mafinder bạn ơi, nó quá nguy hiểm, nó quá nguy hiểm đối với các cụ. Cây Từ từ để tìm cách giết con Mafinder coi làm sao giết đây. Bình tĩnh mà ơi, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh, đừng gáp đừng gáp, ông ra nó chón ông phát cay là lắm mà rồi không có bình tĩnh gì được nữa được hết rồi, để tôi cho nó ông phát nào, rồi lòi cái lết ten rồi bạn ơi, nó lòi lết ten rồi, nó sắp chết rồi, rồi cơ hội cho chúng ta. Ây da, à con reset chết tiệt, mày đừng có bắt tao phải xài con titan thế hệ thứ năm nghe chưa. Ủa rồi rồi ông có giết, ừ giết được nó chưa, được. rồi ok quay ra giết con reset gâu cho tôi ơi, không thấy không, rồi thôi được không Chết được, rồi. cái con nó nãy giờ nó canh Ôi, lén nó không, đâu rồi? nãy giờ nó canh nó bắn lén không á, Khủng con đố này kìa. yeah. Mạnh thế sao, tôi cầm hút máu tôi thua nó về mặt sát thương khá nhiều. Quỷ reset này là nó canh nãy giờ nó canh nó bắn lén không à, cẩn thận tí, mày ha, rồi 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 sao đây ta, muốn luôn lòi lát ten chưa, chưa lòi à, lúc nó bay thì tốt nhất mình không nên bắn đâu, mình bắn mấy thằng đồng đội của nó trước.
Nó chuẩn bị giết mình rồi sao? Nghe nói ông chuẩn bị giết tôi hả? Giết nổi không nha? Ui da, đâu thế? Đúng là Ronsai có khác. Mình cầm cái súng nữa thôi, mình chơi không lại nó rồi. Mình nghĩ là mình rút lui. Ủa ông chết cung đâu rồi hả? Chưa chưa, còn sống nhưng mà tôi nghĩ là trong thời gian tới tôi không sống nổi đâu. Ông có thể hy sinh cái con đó để mà giết cái con Erebus kiên vàng được không? Nó đâu vậy? Bên đó đó, Bên bên đây hướng không? ông á. Ừ, Mày phải không? má nó nhắm tôi, nó chơi không luôn, thằng Ủa chó thằng đẻ đó, thằng 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 đó là thằng tôi Mark giết được mà. nó. Ủa nó là Mark mà, nó đâu phải Erebus đâu. Ủa ông giết nó rồi hả? Hồi nãy tôi bay tới, tôi tiện thể tôi giết nó luôn rồi. Rồi, cái cách duy nhất để bạn chiến thắng cái thằng mạnh nhất bên đó là bạn tiêu diệt hết đồng đội của nó là xong. Hello bạn câu giờ Ừ. thêm xíu bạn ơi, tôi đang cố gắng tôi giết con Enfell này, hy vọng có thể giết được. Nói đây, nó bay lên thêm lần nữa chắc mình cũng gãy luôn quá. À dạ, mấy cái trưởng hụt đạn. Oh shit. Đây 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 đây. Được không? Được không? Được không? Được không? Được không bạn? Chơi nó đi bạn. Ok, ngon bạn ơi. Bây giờ còn một mình thằng đó thì chắc chắn nó sẽ không thắng nổi mình đâu, yên tâm. Nhưng mà nó chỉ sẽ giết hết đám đồng đội mình à. Kệ cha tụi nó luôn. Lo hết. Tụi lo hết cho. Cái thằng Lee này mà dai thiệt nha. Wow, dai vậy. Thằng nó còn sống đúng không? Ghê đấy bạn. Yên tâm đi, tí xíu tôi không tin một mình một con Mauler đó giết được tôi với bạn đấy. Yên tâm. Nó cứ múa đi. Ông qua ông solo với thằng quỷ kia đi. Đây đây đây, tới đây tới đây tới đây. Mày thích bay không? Mày thích bay không? Chơi luôn mày bay không? Bay đi, mày bay đi. Bay đi. Bay. Anh cũng biết bài đó. Nhưng có thằng quỷ Kuri đi theo nữa. Tôi nghĩ là tôi không ổn. Đáp đi, đáp đi. Ừ. Đáp chứ sao không đáp. Nấp 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 Nó nấp. cầm súng, nó cầm súng xịn hơn tôi mà. Bình tĩnh mà. Tôi nghĩ bên đó vẫn còn hai thằng nó đang chống cự rất là Ê, quyết liệt. ông truy sát cái thằng Auchon sau lưng kìa. Ao chôn cả ông sau lưng kìa, Từ kìa từ từ, kìa, bình tĩnh. Tôi giết qua thằng đó kia, qua đó. tôi giết thằng Kuri trước. Nó cầm súng rốt đó, nó sẽ nguy hiểm hơn. Tôi giết nó trước đã. Ok rồi rồi rồi, rồi giết được nó rồi. Không giết thằng kia nha, để tôi giết con Amazon. Mày chạy đâu, mày chạy đâu, chạy đâu. Chơi mấy này tốn pin dễ sợ. Bạn mấy chục k, mấy trăm ngàn k pin mà sợ gì? Ủa Azul thường á, tao tưởng Azul Ulti Max tao còn sợ chứ. Ba cái này, ba cái đồ quỷ đồ yêu này anh lo hết. Kìa. Trời ơi, thứ cù bắp. Ủa, Aomin. Rồi, bên kia nó cũng căng lắm bạn ạ, à. Thằng đó nó cũng căng dữ lắm à. Cái đám đồng đội mình nó cứ ra boss để cho nó giết hoài luôn, ngu thiệt. Thì cái đám đồng đội bên kia nó cũng y chang. Hai bên trao dồi cho nhau thôi, nhưng mà cháu lớn, cháu gì lớn. đó, mày múa à, mày bắn lén à, bắn lén không biết anh là ai không, anh hiện tại là vua bầu trời đó. Rồi bên mình bắt đầu có nhiều titan hơn rồi, để coi kỳ này nó làm sao. Anh thách em sống luôn. Ôi à, em vẫn còn sống ư? Ơi. Em Chết trâu vãi ơi cả trời chưởng vậy em ơi. trai, em trâu Chết vừa ông vừa rồi. vãi vãi thôi chứ. Chưa chưa chưa, tôi chưa chết, tôi chưa chết. Giờ tôi mới chết nè. Rồi xong rồi, mày đáp đất Rồi lộn lần chỗ này rồi. là nó chết. Mày đáp đất lộn chỗ rồi. Mày sao? Từ từ từ, hiện ra, hiện ra. Hiện ra. Rồi bây giờ gọi Titan ra đây, nhanh. Đúng rồi, Trời, đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi. Ê, qua qua bóng một đeo trận liên tên chiến rồi. công Qua bằng qua 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 ông bóng bóp đeo. cho nó, ông bóp cho nó nha, ông bóp nó, tôi với ông cùng bắn nó. Tại vì nó tấn công con Titan yếu nhất á. Bảo kê nó, bảo kê nó chứ không là nó giết con Newton của mình là mình mệt á. Con Newton còn sống là mình sẽ có nhiều lợi hơn, đúng rồi đó. Đó đó Đừng đó, có đúng rồi giơ đó. tay, đừng có giơ tay bậy. Ui nó yếu quá vậy, sao nó Từ yếu từ quá từ 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 từ. Nó ăn đạn của Newton với lại ra mà. Từ từ bay. Đừng đừng có lên cao, đừng lên cao. Đợi con Newton nâng lên rồi mình lao lên mình tấn công. Bình tĩnh, bình vậy? tĩnh, bình tĩnh. Đó, còn không thì ông cứ rút Trời máu nó em từ chết luôn từ. à. Khoan khoan khoan. Chưa chưa. Vô luôn. Đừng gấp, đừng gấp, đừng gấp. Đó. Rồi đó. Vô. Đây 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 đây. Bình tĩnh ơi, bình tĩnh. Trời Quá. ơi. Tới tôi đó rồi.
Tôi nói rồi, nguy hiểm lắm bạn ơi. Bạn có lên không? Còn lên không? Còn lên không? Hết lên rồi. Đây xong rồi, sao giết nó đây? Nhưng ôi ôi, đam nó ảo lắm. Trời ơi, ông bay vô ông đầy cây chết luôn. Ừ, rõ ràng tôi nhắn kỹ năng rồi mà sao vẫn chết. Trời ơi, con nhìn ra chứ, con lu chết luôn kìa. Chết. Rồi, tới số mày rồi. Rồi, ok. Ông nhấn kỹ năng làm sao mà ông kẹp với nó được. Ừ, nó bị lát cái chết luôn. Mục tiêu của nó là tấn công của Newton của mình á. Mình không để nó đạt được cái mục tiêu là coi như game này mình thắng á. Ôi trời, bây giờ còn cầm cái rốt nữa. Mày ngon mày lăn qua đây. Chắc này ai đầu thế? Cái thằng bắp rồi. Bây giờ chạy đi đâu hả chú em? Chặn đầu. Đây. Chặn đầu, chặn đuôi. Trò chơi đuổi bắt cổ 19 giây à. Chắc giết nó không nổi quá. Ừ. Thôi kệ đi. Được miếng đam nào hay miếng đam đó. Rồi ok. Vô ngày hôm nay quá ổn rồi. Coi như là ngon lành. Rồi. Video ngày hôm nay tới đây kết thúc luôn nha. Hẹn gặp anh em vào những video sau.